phút cô đổ thừa dễ sợ. Thì người đó mới kêu ra nãy giờ hai người đâu kêu ra thì hai người no thì kêu, mà hai người đói hai không người kêu. Chưa ăn thì không kêu đâu mà đi nữa. Toàn là người ăn rồi kêu không đó trời. Thầy đúng không? Cái bụng bỗng nhiên đổ lại. Cũng được đi quá được luôn. Hôm nay là không biết bao nhiêu clip rồi đó, chắc cũng mấy trăm clip rồi. Nó dặn cả trăm rồi. Em nói mấy từ xưa giờ tự bên nó ăn trường từ bên mô lâu rồi đâu nặng buồn từ cái thời mô mô chữ à bên đang ăn thôi. Không mà một lần này lần đầu tiên mình nặng á, lần thứ hai đúng không? Thứ hai thôi, còn một mặt là cái mặt của ông biết bao nhiêu video đóng góp hơi nhiều, đóng góp video mà video của hắn video cũng đỉnh không á. Xuống lại thế này. Cho nên hình như nặng râu như mong con. Đỉnh đào luôn. Mình chỉnh cho xuống dưới chị đây nè. Mấy sao trà tụi bay sai rồi. Nó xuống nữa. Súng nữa, súng hết luôn á. Hay auto đây, cho. Chứ không phải vô đầu về cống đầu luôn. Máu hôm nay não luôn, tên liệt não. Máu đóng băng. Bụng phút kề dễ sợ. Cháu này có cháu súng đi chứ chị mình cù nóng đó. Chị vẫn gần quá mà. Đúng là mọi cái gì? Thấy mà giúp đi luôn cái lỗ mũi sốc động quá gì. Ủa lạ đó. Mày rậy xuống. Đó, xuống nè. Thì đó, là xuống chị vậy đó. Ủa hai cái. Cái lạnh hơn nữa. Em mới qua. Không, cái này phải đồ lấy cái mũ lông quần cổ tay á để giảm gió chưa rồi để giảm gió. À. Thôi là nó gió không? Wow, đẹp quá. Gió luôn. Nãy giờ còn ngồm đứa. Nhưng cái nó chung ôm mà qua đi thành hai video được không? Ồ thì được mới thành bốn cái. Lấy mình qua hai máy không lỡ. À, cũng đâu có dễ đâu. Lời mới lời hại. Chứ lời rồi thấy hại. À, tôi chưa biết lợi hại nè. Lỡ mà không có bị chi thì bị sao không chơi nè. Đỡ thương cấu. Giống buồn đẹp. Không quay hai cái khác nhau hả?
hai góc khác nhau. Tài trí đó. À, cái này không phải là ai để ý. Nhưng mà hệ thống bật ra là tự động á, tự quét. Ghê đỉnh cao này. Nhưng mà ba... Tại vì chị nghĩ là nó cũng đi chủ với đứa tôi cóng. Tưởng đâu đầu ra á. Cóng cái đầu không chừng cóng. Mày cho lên trên đi, cho lên trên trời đi. Trời bỡ rứa mày mà mày em thấy ta no luôn, ta không đói luôn à. Bỉ mà làm chứ cái lưng bỏ luôn rồi ok. Đi bà chàng cái yêu quái. Thấy con bỏ cứ wow wow xong rồi rờ rờ nữa chứ. Chạy nước miếng rồi chứ. Nhai được nhai luôn. Ai mà đây vô trong cái động mẹ nè. Một thằng. Thế cũng không về nấu luôn chứ ăn. Cái ăn cái đó. Ăn đó, chị đau thôi. Ăn cái đó quá, xuống ăn mấy chị ngon. Nhà máy luôn yên à. Rồi mày nói wow wow xong nhìn trời không thấy mụn mà luôn. Chị gì lo đây nè. Cái này để sau đúng không? Phải chị ơi. Nghe à, luôn đi em. Đặt lịch định ngày mai chắc đại lên là muộn là 7 giờ chị. Bên em 8 giờ mới mở cửa chị. Nhưng mà chị Loan làm chị, thì chị làm chị Loan thì phải 10 giờ nghe. Dạ chị Loan. Dạ 10 giờ. Dạ dạ. Ở phòng ngủ hả? Dạ 356 thì 38 phòng ngủ. Cũng là cả căn đặt trước giờ không hay là lên là làm thôi. Giờ lên là làm chị tầm 10 giờ ấy. Dạ. Chờ lần phút mày rồi. Trời, dễ thương. Đông đưa chút nữa mới lem ra. Hai. Bà cũng đế bà đứng vô bà quay trong phút cái gì à? Cái này em đăng cái này nè, em cầm giùm được nè. Còn qua lại bên kia em đưa lại. Không luôn. Chắc thêm cái nữa chứ còn thấy còn nhiều nữa. Em Phúc bị ông nội rồi đó. Thì hơi xa rồi. Chơi này mà ăn sáng mà. Em đi bắt đẹp hơn. Mấy nó mua cũng đẹp hơn. Sáng xa nhiều. Thích hơn. Sao em có rung không? Mày biết cái máy dùng của dùng biết bao nhiêu năm. Từ năm 2019 chưa được hả? Thì như rứa đi cho nó khác nhau. Mày sẽ là mờ mát rồi. Trời, còn cái đi nữa này. Còn cái nữa đó nhưng mà giờ trời lười đi. Đi mấy đứa đang di chuyển mày không? Xuống bên này quá. Này. Trời nhỏ rất là nóng rồi. Nhỏ rất là trời nóng rồi. Phúc là ngồi mệt rồi. Cái này mà Phúc đứng ở trên này ngon rồi. Đủ rồi, Phúc. Lên nghỉ đi. Đưa má dần yên qua bên này cho khỏe. Ừ. Ngồi mấy rồi. Từ từ từ. Ừ.
này đỡ nè. Trời dễ thương. Dễ tạ mờ bạn con đi học. Dễ tạ tôi đi đánh lộn về. Máu này cho dính máu dính đồ nè. Mặc sơ rơ luôn. Từ từ để tôi qua ngủ.